Cô ơi, chào cả nhà nha. Sáng nay thì mình tiếp tục đi cuốn bẫy chuột cả nhà ơi. Cũng tới địa điểm rồi nè. Giờ mời cả nhà theo mình trải nghiệm cuốn bẫy chuột nha. Đây, cái đầu tiên mình đặt ở trước này nè. Đây, cái này mình thấy dính đường con mini rồi cả nhà ơi. Cái đầu tiên, con mini. Rồi, tiếp tục luôn. Cái này chớt vớt rồi cả nhà ơi. Đây, cái này mình thấy dính con nè. Đây, một con nữa nha. Đây, cái này mình thấy dính nữa nè cả nhà. Một con nữa. Đây, bốn cái, ba con nha cả nhà. Cái vỏ mình để trước đẳng nha cả nhà. Cái này chết quớt rồi. Để mình xỏ nó vô nha cả nhà. Đây, chiếc này mình có 7 nữa nè. Rồi, cái này chất quớt luôn rồi. Đây, mình có 2 cái nữa nè. Ở nhà xem nó cắn cỏ nè cả nhà. Đây, cái này mới cắn là tối luôn nè cả nhà, còn xanh lè nè. Nhóc luôn. Mình đặt ở ngoài này nè. Đây, hai cái này mình thấy dính hai con nè cả nhà. Chuột mini cả nhà ơi. Đây một cái nữa nè. Đây. À, mini không à. Thì chiều vỏ mình để đây nè cả nhà. Rồi, để mình tắt máy nha cả nhà. Tới cái tiếp theo mình quay tiếp cho nhà xem luôn. Đây cả nhà, cái này mình thấy dính con nè. Đi tới muốn hút cả nhà. Đây, con này to nha. Rồi, vô vỏ luôn. Lâu đùng này mình có 2 cái nữa nè. Đây. Cái này chết quớt rồi. Cái bên đây cũng chết quớt luôn.
Đây, cái này mình thấy sập rồi nè cả nhà. Con mini cả nhà ơi. Đây, cái này mình thấy dính con thế nè cả nhà. Đây. Còn là chuột lứa không cả nhà ơi. Ui, rõ luôn. Đây, cái này mình thấy sập nè cả nhà. Này, một con nữa cả nhà ơi. Cái này chết quớt rồi. Rồi, cái này cũng chết quớt luôn rồi. Rồi, để nào tới cái tiếp theo là quay tiếp nha cả nhà. Còn hơi xa. Cái này mình thấy chết quớt rồi cả nhà ơi. Đây, cái bên đây mình thấy dính nè. Hai cái, hai con nữa nè cả nhà. Đây, bên đây một con mini nha cả nhà. Đây, một con to nè. Đây, vô giỏ luôn. Đây, cái này mình thấy dính một con nữa nè. Này, một con nữa nha. Thả gác, thả gom gì đầy luôn. Vô giỏ. Tiếp tục luôn. Đây, trước này mình có hai cái nữa nè. Hai cái này mình thấy sập rồi cả nhà ơi. Đây, hai cái này dính hai con nữa nè. Đây, quá đã. Vô rõ luôn. Đây, cái này mình thấy dính con nữa nè. Đây, một con nữa nha. Vô giỏ luôn. Tiếp tục. Cái này chết quớt rồi. Đây, cái bên đây mình thấy dính một con nữa nè. Đây, một con nữa nha. Chuột hôm nay không có to cả nhà ơi. Chuột tơ mới lớn không à. Đây, cái bên đây mình thấy dính một con nữa nè. Quá đã. Đây, con này chuột to nè cả nhà. Ơi án tối cái nhà. Rồi rõ luôn. Điểm này mình còn cái nữa nè. Rồi, cái này chết quớt rồi cả nhà. Dính nè. Rồi, để nào tới cây cột điện ở trước đó mình quay tiếp nha. Điểm cuối mình để đó đó cả nhà. Rồi, giờ vỏ mình để đây nha cả nhà. Để mình cuốn cái điểm cuối này rồi mình tổng kết cho nhà xem nha. Điểm cuối bên đây còn mấy cái với trụ điện bên đó còn mấy cái nữa cả nhà ơi. Giờ cuốn bên đây trước ơi.
Đây, cái này mình thấy chớ quớt rồi nè cả nhà, không dính nè. Đây, cái này mình thấy dính một con nè. Đây, hai cái một con. Cái này dính một con nữa nè cả nhà. Đây. Cái chuột lứa mới lớn không cả nhà ơi. Cái bên đây mình thấy chớ quớt rồi. Cái này chết quớt luôn rồi. Còn một cái nữa. Rồi, cá trên đây cũng chết quớt luôn rồi cả nhà ơi. Hai bốn sáu, điểm này sáu cái chứ được có hai con cả nhà. Rồi để mình cuốn cái cục điện trước này, ba bốn cái cuối rồi mình tổng kết cho cả nhà xem nha. Đây, cái này mình thấy dính nè cả nhà. Một con. Bên này dính một con nữa nè. Con mini cả nhà ơi. Còn bên đây một cái nữa. Đây, cái này dính luôn nè cả nhà. Ba cái ba con luôn. Hình như hết thì về cả nhà ơi. Hết rồi. Rồi để mình sắp bẫy xong mình tổng kết cho nhà xem nha. Rồi giờ mình cũng sắp bẫy xong rồi nè cả nhà. Thành quả hôm nay nè. Đây. Được như đây nè. Để mình đếm thử được mấy con nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, được 23 con cả nhà ơi. Đây. 23 con nha. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Nếu cả nhà yêu mến chủ đề săn bắt thì cho mình xin một like và một nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà nha.